Thời gian qua, bằng khảo sát đánh giá, huyện Phù Cử đã lập đồ án điều chỉnh quy hoạch huyện đến năm 2040, định hướng đến năm 2050, theo định hướng quy hoạch của tỉnh Hưng Yên. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt chủ trương lập quy hoạch đô thị mới cho các xã Minh Tân, Tống Chân, Đỉnh Cao, Quang Hưng, một đô thị hiện hữu là thị trấn Trần Cao. Ngoài ra, 7 xã là Tam Đa, Đoàn Đào, Tống Phan, Phan Sảo Nam, Nguyên Hòa, Minh Hoàng đã được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cử phê duyệt quy hoạch chung. Còn lại 2 xã Tiên Tiến, Minh Tiến, ngay sau khi hoàn thành việc sát nhập sẽ khảo sát đánh giá và phê duyệt quy hoạch theo đúng định hướng của tỉnh, của huyện. Các xã đã phê duyệt quy hoạch xây dựng chung đều đã có quy chế quản lý trong xây dựng kiến trúc hạ tầng dân cư, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo đúng định hướng quy hoạch của tỉnh Hưng Yên.